Tháng 1 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trịnh Vũ Thanh Bình, sinh năm 1986, ngụ khối 2, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, về tội giết người và cướp tài sản. Đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ đã nhẫn tâm sát hại người khác. 12 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian không dài nhưng đầy nỗ lực, thể hiện sự quyết tâm phá án của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam nhằm đưa được kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật. Ngày 28 tháng 1, người dân cả phường Trường Xuân xôn xao khi nhận được tin từ cháu của bà Nguyễn Thị Hảo phát hiện cái chết bất thường của bà mình. Đã gần 10 giờ sáng, người cháu này đến quầy tạp hóa của bà Hảo để mua đồ, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhìn phía trước, thấy cửa bị khóa chốt, bên trong thì đóng kín. Cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ, nên người cháu bà Hảo vòng ra sau nhà, tiếp tục đẩy cửa vào bên trong để tìm. Lúc này họ nhìn thấy bà Hảo nằm trên giường ngủ chăn kín, nên nghĩ bà ngủ mê, liền đến gọi dậy. Tuy nhiên, thì phát hiện bà Hảo đã tắt thở từ lúc nào, trên người có nhiều vết đầy xước. Ngay lập tức chạy báo sự việc cho gia đình, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan công an. Ngay khi nhận được thông tin, lập tức công an phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ và xử lý các thông tin ban đầu. Nhận được thông tin có dấu hiệu khả nghi về cái chết bất thường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã chỉ đạo cho đội trọng án vào cuộc. Ngay lập tức, những điều tra viên kỳ cựu và dặn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường vụ án, nhanh chóng thu thập chứng cứ, vật chứng liên quan đến vụ án. Đội khám nghiệm đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu nhà, tiến hành khám xét lấy mẫu vân tay, khám nghiệm tử thi và các vật dụng nghi có liên quan đến vụ án. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân chết do bị tác động ngoại lực từ bên ngoài. Trên vùng cổ còn để lại nhiều dấu vết. Mặt khác, qua một vài chi tiết tại hiện trường, thấy các đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn. Bên cạnh các nhận định bà Hảo bị giết do nguyên nhân xã hội, do mâu thuẫn trong gia đình, thì hướng nhận định chính mà các trinh sát đưa ra là có thể đối tượng đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp, nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân. Trong quá trình gây án, do giằng co nên có sự xáo trộn đồ đạc. Sau khi khám nghiệm tử thi, nguyên nhân bà Hảo bị chết được kết luận do bị chèn ép cổ gây tắc thở. Như vậy, loại trừ ngay trường hợp chết do bệnh lý. Điều đó cũng có nghĩa đây là vụ giết người cướp tài sản. Đối tượng gây án đã tạo hiện trường giả để bà Hảo nằm trên giường đắp chăn kín nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Xác định đây là án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh và triển khai nhanh các tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ và Công an phường Trường Xuân khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, truy xét các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên địa bàn. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cộng với những thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, nạn nhân bán tạp hóa, sống một mình và bị mất một khoản tiền không nhỏ mà bà vẫn tích góp lâu nay. Từ đó, cơ quan công an đã định hướng điều tra về một vụ giết người cướp của, chứ ít có khả năng nguyên nhân từ các mâu thuẫn xã hội khác. Ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Tam Kỳ cùng một số đơn vị chức năng khác.
tất cả các trinh sát được tung ra để xác minh, truy xét các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên địa bàn để tìm ra những chứng cứ đầu tiên. Mặc dù là ngày Tết, nhưng những trinh sát giỏi vẫn có mặt ở các con ngõ, hẻm để nắm thông tin về những đối tượng từng có tiền án tiền sự, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang sống tại địa phương và chú ý cả những lao động vãng lai không về quê ăn Tết. Hàng trăm đối tượng khả nghi đã được đưa vào tầm ngắm, được các trinh sát xuống tận nhà để hỏi thăm. Trên cơ sở những tình tiết thu thập được, ban chuyên án đi đến nhận định đối tượng gây án có nhiều khả năng là người quen thì mới dễ dàng xâm nhập vào nhà nạn nhân để gây án. Tuy nhiên, những dấu vết để lại chưa thể nói lên nhiều điều về hung thủ. Hơn thế nữa, nạn nhân lại sống một mình. Điều đó càng gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Đến cuối giờ chiều ngày mùng 6 Tết, tổ công tác sau khi đã sàng lọc nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân đã phát hiện đối tượng có nhiều nghi vấn nhất chính là người hàng xóm Trịnh Vũ Thanh Bình, sinh năm 1986. Một chi tiết đắt giá mà các trinh sát thu thập được là vào đêm trước khi xảy ra án mạng, Bình xuất hiện ở khu vực nhà bà Hảo với nhiều dấu hiệu bất thường. Không những thế, sáng hôm sau, khi tin bà Hảo chết gây xôn xao dư luận thì Bình lại khá bình thản. Tới buổi chiều, gã biến ra khỏi nhà, chưa rõ đi đâu. Ngay lập tức, mọi thông tin về Bình được các trinh sát cập nhật. Bình không nghề nghiệp ổn định hay cờ bạc và đã từng bị phạt 12 tháng tù vì tội trộm cắp. Hơn nữa, trong thời gian đó, bà ngoại của Bình mất. Cả gia đình đang lo làm đám tang nhưng không thấy gã có mặt. Những thông tin này đã phần nào hé lộ về chân dung của kẻ thủ ác. Vấn đề bây giờ là gã đang ở đâu? Ngay lập tức, các trinh sát rà soát các mối quan hệ của Bình, đồng thời cắt cử lực lượng chốt chặn các ngã đường nơi Bình có thể trốn chạy khỏi địa bàn. Bằng kinh nghiệm, sự mưu trí cùng biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, trong thời gian ngắn, các trinh sát đã lần ra dấu vết của Bình khi y đang chúc Tết gia đình người yêu ở huyện Hiệp Đức. Ngay trong ngày 6 Tết, các trinh sát đã lên đường tới Hiệp Đức, cách nơi xảy ra sự việc gần 50 km. Sau khi bắt được đối tượng Trịnh Vũ Thanh Bình ngay trong ngày 7 Tết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã lấy lời khai của đối tượng. Mặc dù đã gây ra cái chết của bà Hảo, người hàng xóm đáng tuổi mẹ mình, hắn không tỏ vẻ ân hận mà còn ngụy biện cho tội ác không thể dung thứ của mình là do cờ bạc, chứ thực tình bản tính không như vậy. Mục đích tôi đi trộm tiền về để lái lại chiếc xe mà tôi cầm. Lúc đó thì bỏ phát hiện ra thì nhờ xuống thì bỏ không biết mặt rồi, vì trong lúc đó bỏ không ra quá to quá nên là lúc đó tôi cũng chọn thì tôi mới nhảy xuống được kẹp cổ. Theo lời khai của Bình với cơ quan cảnh sát điều tra, do chơi bạc bầu cua thua hết gần 3 triệu đồng, trong cơn say bạc Bình đã lừa mượn chiếc xe máy của người anh rể, nói đi có tí việc rồi mang đi đặt tại tiệm cầm đồ lấy gần 3 triệu đồng, với ý nghĩ gỡ gạt. Nhưng càng chơi càng thua, đến tay trắng. Khi về tới nhà bị anh rể hỏi xe và đòi lại, Bình nghĩ phải đi trộm tài sản để có tiền chuộc xe và có thể tiếp tục thỏa mãn thú vui cờ bạc. Khoảng 22 giờ ngày 27 tháng 1, khi đang trực trong đám tang bà ngoại, Bình lén ra ngoài để tiến hành trộm cắp như ý định ban đầu. Nhà đầu tiên Bình nghĩ đến là bà Nguyễn Thị Hảo. Nghĩ vậy, Bình lẻn ra sau nhà bà Hảo. Tuy nhiên, từ nhà trên xuống nhà dưới của bà Hảo có một cánh cửa nữa. Cánh cửa này đã bị đóng phía trong nên Bình không thể mở. Phần vì mệt, phần lại buồn ngủ nên Bình ngồi xuống bên cạnh cánh cửa ngủ lúc nào không biết. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc đang thiêu thiêu, tên trộm bỗng nghe tiếng chốt cửa lạch cạch. Giật mình tỉnh giấc, hắn chồm dậy nép sát vào tường thì cũng vừa lúc chủ nhà đi đâu đó về và mở cánh cửa để xuống nhà vệ sinh.
Quỳnh từ từ đẩy cánh cửa ra và di chuyển lên phía nhà trên. Nhưng ngờ đâu, vệ sinh xong, thay vì về phòng ngủ như mọi khi, bà Hảo lại đi khắp hương bàn thờ tổ tiên trên các đỉnh. Lúc này khi bà Hảo bước lên cầu thang, thì bất ngờ Bình từ trên các đỉnh đứng dậy. Hốt hoảng bà Hảo la lên và bước giật lùi rồi bị ngã xuống đất. Biết bị phát hiện, tên trộm chạy xuống ôm lấy người thiếu phụ, đè xuống, bóp cổ để nạn nhân không la lên được. Hai bên giằng co với nhau khoảng 5 phút thì bà Hảo trườn được khỏi cầu thang xuống lên nhà dưới. Gã thanh niên tiếp tục xông tới, dùng tay phải cầm lấy tay trái của mình, từ phía sau siết chặt cổ bà Hảo, rồi kéo lê nạn nhân xuống phía bếp cho đến khi chủ nhà không còn cử động mới buông ra. Khi biết nạn nhân đã chết, Bình bế thi thể nạn nhân lên giường, lấy chăn mền đắp lại nhằm tạo hiện trường giống như nạn nhân đang nằm ngủ. Trong lúc dán màn, Bình phát hiện phía trên đầu giường ngủ của nạn nhân có một xấp tiền hơn 9 triệu đồng, nên lấy bỏ vào người rồi thoát ra cửa phía sau. Đến sáng hôm sau, đối tượng xuống tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc xe máy cho anh rể. Sau đó, Bình đón xe lên nhà vợ chưa cưới ở huyện Hiệp Đức. Đến khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 1, tức là sau 12 tiếng đồng hồ gây án, Bình bị bắt đưa về trụ sở công an. Ngày 5 tháng 4, Trịnh Vũ Thanh Bình bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử với các tội danh giết người, lừa gạt, cướp tài sản, trộm cắp. Bình bị tuyên án tử hình. Trong trại tạm giam công an tỉnh Quảng Nam, tử tù Trịnh Vũ Thanh Bình không thể nào quên được tội ác của mình với nỗi ân hận xót xa đã muộn màng. Kẻ thủ ác phải đền tội, nhưng nỗi đau mà hắn để lại vẫn mãi mãi còn dai dẳng, không chỉ với gia đình nạn nhân mà với chính những người sinh thành ra hắn. Trước khi chúng tôi rời khỏi khu trại tạm giam công an tỉnh Quảng Nam, tử tội Trịnh Vũ Thanh Bình đã nói với chúng tôi không phải để xin tha tội cho hắn, mà muốn qua chúng tôi để nói với những bậc sinh thành. Vụ án khép lại, song đã để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bọn tội phạm ngày càng hết sức manh động và liều lĩnh. Vì thế, mỗi người dân cần tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về phòng ngừa tội phạm để tự bảo vệ mình, đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh.